thấy vậy nó bị thương trắng này, nó chui xuống cái người chết luôn. Mình thấy là nó ủi xuống cái người chết, nó không dám la mà không dám nhích nhích luôn, đi qua nói nó chết. Rồi máu me người ta rồi chay mình mấy nó, rồi nó nằm chung vùi đống đống luôn. Dạ. Rồi bảo vệ nó nói chú là chết nằm một cục như vậy là 4-5 người. À, lúc đó là chú chứng kiến luôn ha. Nằm trong người thấy luôn mà. Rồi ra đồng nè, chú nói chú trời luôn, nằm một đống như vậy là mười mấy người, 30-40 người. Múc một bình toan nước là từ cái cầu 13 mà mang vô dây lên đây để uống chứ về đây không dám uống nữa. Mà về đây là đi ngang cái đống chết là một mũi không nữa. Chào cô bác quý anh chị, thì theo hành trình tìm lại những cái chứng tích lịch sử xưa về vụ thảm sát ở Tri Tôn, về diệt chủng của bọn Pol Pot, thì nơi đây cây cầu Thanh Bình cho mọi người qua lại như thế này. Năm 1978 đó chính là nơi của hàng ngàn xác chết bị bọn Pol Pot bắn tỉa khắp nơi ở đây. Và sau lưng này thì sau khi bọn chúng lại nhà dân thì bọn chúng mới lôi ra đồng. Và cái cánh đồng này cái người dân Ba Chúc vẫn còn nhớ rất rõ, và họ đặt tên cho nó một cái tên rất là đau thương, đó là cánh đồng chết. Vì để ý hiểu thật hư về cánh đồng chết và câu chuyện về cây cầu sắt như thế nào, thì chắc có lẽ mình với Phong cùng nhau đi lại nhà một số hộ dân. Là tiếng khóc vang trời thì rất là khó khăn đây Phong ha. Còn cái cánh đồng mà hồi xưa mà người ta nói là cánh đồng chết là chỗ nào ta? Cánh đồng này. Cánh đồng phía bên đây. Ở đây cũng có nữa. Ngoài năm nay chắc khoảng 80 chứ ngoài. Dạ. Ngày xưa về cái cánh đồng này là ngoại, sau khi mà bọn Pol Pot nó đi rồi đó, thì ngoại có ở đây không? Đi rồi mới về. Đi rồi ngoại mới về. Lúc đó là ngoại còn gặp những cái thi thể ngoài đồng không? Ta lấy hết rồi. Dạ. 5.000 người mất, còn có 3.000 đất mất. Cái cầu đó đó ở trong đầu rộ á, nó kêu có 200 người, nó bắn hết 5 người rồi á, kêu 5 người khác. Ta nói vậy đó. Rồi cái bà đó bị bắn lẻo ở đây nè, rồi bà nằm xuống, cái nó đi, cái bà chạy xuống chị Tôn. Bắn lẻo gần cổ thôi. Nghe ghê quá. Năm 78 thì lúc đó thảm sát ngoài khoảng hai mấy tuổi hả ngoài? Không có, mới đây mà ba mấy, bốn mấy giờ. 30 năm nay rồi, chạy giặt tới giờ. Nhưng mà lúc ngày chú trở về á, Ba Chúc sát người nhiều không? Trời ơi, thiếu gì? Là tôi đi dưới rồi đó là tháng 3. Rằm 16 tháng 3 là bắt đầu giết cho tới 23, 10 ngày, 9 đến 10 ngày. Rồi khoảng chừng 20 ngày cái thấy em đó thì giải tỏ rồi tôi mới về nhà cửa mình đây mà. Trời ơi, về tôi nói chú là chết nằm một cục như vậy là 4-5 người. Là lúc đó là chú chứng kiến luôn ha. Nằm trong người thấy luôn mà. Rồi ra đồng nè, tôi nói chú tàu luôn, nằm một đống như vậy là mười mấy người, 30-40 người. Rồi lúc đó làm sao để mà mình dọn dẹp cái cánh đồng nữa chú? Rồi mới qua thời gian qua mùa nước, tháng 3 đó phải không, rồi mùa nước, năm đó nước lớn lắm. Dạ, nước 78, nước lớn. Năm 78 á, đúng rồi, năm 78 ngập đi, ngập rồi qua tới nước hạn lại, qua tháng hạn khô lại đó, rồi ở trong đạo người ta mới tổ chức người ta đi lấy cốt, lấy xương thì đem về chùa rồi đó. Thôi tàu tôi về tới đây là tôi nói chú là thôi nó thúi, không nói gì rồi. Tôi mặc bộ đồ vậy, tôi đi về là ý mình sợ là múc một bình toan nước là từ cái cầu 13 mà mang vô dây lên đây để uống chứ về đây không dám uống nữa. Mà về đây là đi ngang cái đống chết là một mũi không nữa. Tàu nó không thúi dữ lên luôn. Chú sợ ma không? Không ma tỏ gì thì không sợ, được ban ngày mà đâu. Đi sáng lên thì chiều đi dưới.
chú thôi dùng rùi á, con lớn lớn nè. Thì gần gần. Ừ, lúc đó là chú có nghe cái cách mà bọn đó nó viết sao giết sao không chú? Thì nó lên nó gặp Việt Nam mình là nó giết à. Mà nó giết cách thức nào hả chú? Bắn không giống có gì. Bắn đập đầu vậy thôi. Ví dụ nó lên hang này nó tè đục xót nó gặp thì nó bắn. Em tôi cũng chết trên này. Dạ. Bị đi theo chồng đó rồi. Bên chồng không chạy. Chết. Nó thúc ké lại rồi nó bắn. Rồi cũng như cái luồng thời gian tốt mày dòng á thì cũng nghe có một hai người ta còn sống sót, có nhỏ đó, nó sống sót bây giờ nó biết là ở đâu. Nó lùa ra ngoài vòng cái ra ngoài gò vậy đó, nó nói thì đi ra ngoài đi rồi để đồ để đạt ở đây rồi đi qua đó thì ông lớn người ta giải quyết rồi lát về. Nói thì đi ra đó thì bắt đầu miên nó nằm ba cánh nè, nằm tam giác, nó bắn chừa cho cánh đạn đi vậy thôi. Nó bắn là ngồi vậy là bắn là không ai dám chạy đâu đó. Chạy nó bắn cũng chết, mà không chạy nằm nó chết. Rồi nhỏ này nó bị thương nằm trong đó thì cái bắn chết xong rồi nó nói nghe, nó bắn chết xong rồi cái nó đi theo cái người nào còn khóc còn rên còn la đó, nó bắn thêm cho chết. Rồi nhỏ nó thấy vậy nó bị thương chán này, cái nó chui xuống cái người chết luôn, như thế là nó ủi xuống cái người chết, nó không dám la mà không dám nhúc nhích luôn, đi qua nói nó chết. Rồi máu me người ta rồi chay mình mấy nó, rồi nó nằm chung vùi đống luôn. Dạ. Rồi tối lại nó mới đi. Tối lại là nó bò vô núi này lại rồi nó mới chạy đi. Số lớn, rồi nó số lớn. Số nó còn lớn đó, nó không chết. Vì nó thấy người ta đang bắn đó. Miên nó đang bắn chết. Thì nó về nó kể lại cho mình vậy thôi, nhưng mà mình biết chứ sao mình đâu có ở đó, kiến biết. Là nó đóng nó chết cỡ khoảng chừng 70-80 người. Mà chỉ có nên nó sống sót thôi. Rồi từ tối phức mình rồi nó mới vô núi này nó trốn trở lại. Cho tới ngày giải tỏa này nó Là tổng cộng là trốn là bao nhiêu ngày chú ha? 10 ngày đấy. 10 ngày. Miên nó vô đây là 10 ngày, mình bộ đội mới giải tỏa. Rồi ăn uống sao chú? Thì người nào ví dụ như có gia đình thì người ta xuống, người ta có người ta. Ý con nói là 10 ngày đó thì cái con cô đó hiện giờ lúc đó ăn uống sao á? Thì lên núi thì trốn rồi ăn củ, ăn khoai mấy cái đó. Ghê quá chú ha. Rồi có một tốp thì tham nấu cơm. Ví dụ như người ta ban đêm người ta nấu cơm thì hỏi lại thì mấy người trốn ở đây người ta sống sót còn lại là nó là chỉ đi ban ngày thôi, chiều về là nó rút dĩa trơn rồi, nó đóng chỉ có chốt thôi, thì mới lên nấu cơm, mới bò về nhà lấy gạo cúc nước đồ uống chứ trong 10 ngày chịu nổi. Mà đặc biệt là ngay chỗ cái cây cầu đó thì nước của dòng sông đó ngay chân cầu đó là trôi sát đi, trôi sát nhiều lắm mà nước đó bốc mùi, sao uống được cái ảnh tượng ghê gớm mà chú ơi. Cái mùi nước thì không, mình không nói được nước mình sáng ngoài đồng mà. Dạ. Trời ơi, tôi mang bình toan nước về mà tôi về qua tới Lương Phi rồi mà tôi uống được nó hôi hôi hoài. Rốt cuộc lại về tới nhà tắm cũng còn bay cái mùi làm thấy mình nhớ chứ không phải là thúi hôi gì. nhớ cái mùi. Chú đi ngoài đường thì xác khắp nơi. Lên hết. Gặp bé về chỗ thì 2-3 người. 6-7 người, 5-7 người, chục người là cứ nhặt được là liền nó lội nè. Thì không, nó bắn đâu thì nằm đó chứ không phải mày lộ nha. Nó không dẹp luôn. Không có dẹp đâu, đang nằm mé lộ không chừng, nằm sâu sâu vô vậy không chừng. Chứ nó đâu có dẹp, bắn chết đâu, nó bỏ đó chứ nó dẹp. 10 ngày đó, đến 10 ngày mới giải tỏa. Thì những người mà còn sống sót mà chứng kiến lại cái vụ đó thì ám ảnh mà cũng không còn nhiều người nữa. Không còn nhiều người đâu. Chỉ là ở đây là tôi biết là nhỏ đó nó bị lùa ra đó, nó cũng cỡ trạng tuổi tôi. Rồi nó trốn về được rồi. Nó biết rồi. Hỏi thăm rồi. Bây giờ nó biết ở đâu. Là kể trực tiếp, cái cô đó kể trực tiếp với chú luôn. Kể trực tiếp nghe luôn á. Cô đó bây giờ nhiều nha chú ha. Không, cỡ tuổi tôi rồi, cỡ 65 rồi. Bây giờ cô không biết chú không biết. Nhắc lại đau lòng. Khổ lắm chú ơi, nói gì thôi, đợt miên giật miên năm 78 thì lớn nhỏ gì nó cũng giết hết. Không có nói mà nhỏ lớn gì ta nghe. Lớn nhỏ gì giết hết. Có nghe.
nhỏ nó tét làm hai, có nữa nó có tét hết. Nó lên thì bịch vậy. Chú qua chú coi hình thì chú thấy thảm thương luôn. Nào giờ chú không thấy rồi, chú giờ hình cũng còn đó. Nó hãm hiếp rồi nó nít rồi nó xé lòng hai rồi kia nó khổ lắm chú ơi, giờ nghĩ cái giai đoạn đó là thôi hết biết luôn. Rồi con cảm ơn chú. Trong cái quá trình mà bọn mình đi tìm lại cái dấu tích xưa thì những người dân mà sống từng sống ở Ba Chúc thì đa phần họ bị bọn Pol Pot giết chết. Còn những người mà còn sống sót lại thì họ lại di cư nơi khác. Sau thời gian mà bọn Pol Pot rút đi thì họ mới quay trở lại đây sống. Và khi mà tụi mình nhắc về cái vụ thảm sát năm xưa thì đối với người dân Ba Chúc đó là một nỗi kinh hoàng. Và họ cũng đôi khi không muốn nhắc lại cái quá khứ đau buồn.